chúng ta rất khó loại bỏ cháy. Oh my god! Thực tế, chúng ta rất khó loại bỏ sạch cháy vì sau chân của nó đều có một cái móc nhỏ. Điều này sẽ giúp nó giữ chặt vào tóc của chúng ta. Chưa dừng lại ở đó, một con cháy có thể đẻ được 10 quả trứng mỗi ngày và sẽ nở trong 8 ngày. Đã vậy, cháy còn rất khôn khi đặt trứng cách da đầu khoảng 1 inch. Vị trí thật đẹp, ấm áp và rất phù hợp cho việc sinh nở. Sau đó, chỉ 9 đến 12 ngày là cháy con sẽ trở thành cháy trưởng thành. Thế này thì dân số cháy cứ gọi là gia tăng ầm ầm. Cháy còn có tuyệt chiêu cực đỉnh là nín thở trong vòng 8 tiếng, nên dù bạn có gội đầu hay bơi lội thì cũng chẳng ăn thua. Ngoài ra, cháy còn miễn nhiễm với các loại thuốc diệt côn trùng. Thêm nữa, kỹ năng lẩn trốn của cháy thuộc dạng đỉnh của chóp luôn. Một con cháy trưởng thành thì cũng chỉ có kích thước bằng một hạt mè, thì bạn có thể tìm vào mắt. Chưa hết đâu, màu sắc của cháy thay đổi từ màu be đến xám, và lạ ở chỗ chúng có thể trở nên tối màu hơn khi ăn no căng bụng. Thậm chí chúng còn biến hóa khôn lường khi cùng màu tóc với bạn. Chúng đúng như kiểu trêu người. Đố bắt được em đây.